Lời nói đầu tiên cho Sơn Sàm gửi lời đến bà con cô bác, họ hàng gần xa, bà con khối phố, họ hàng bên nội, họ hàng bên ngoại, các cháu thiếu niên nhi đồng, hội phụ nữ, hội phụ lão, và một số hội khác nữa, đó, bà con thân bằng quyến thuộc thân mến. Hôm nay tôi làm một cái lễ tế như thế này là để tôi cầu cứu cộng đồng mạng, đừng có gán ghép tôi với con Đinh Lan nữa. Hay da, đã chính thức ly dị rồi, không còn gì nữa đâu, không còn gì nữa, tôi đã chính thức chia tay. Cuộc đời tôi không thể nào chấp nhận một người vợ như thế này, không thể nào chấp nhận một người vợ như thế này, tôi khổ đủ rồi, tôi khổ nhiều rồi, và bây giờ tôi không thể nào chịu đựng được thêm nữa, tôi khổ quá rồi, tôi quá khổ rồi, trời đất ơi. Từ ngày thỉnh em về, nhà mình toàn tiếng chửi thề, nào là chửi ba má anh, cả dòng lan sao vô một chảo, hơi lan lúc bồng trầm làm cho anh nhức cái đầu. Bởi anh là tại ngày xưa khi anh cưới Lan về mà không chích cho Lan phê. Xóm làng ai cũng nói Lan dữ như chàng tình, không một giờ nào Lan yên, Lan chửi ngày rồi chửi tôi, rồi đập phá lung tung để cho người ta biết Lan đầy giang hồ. Xin cảm ơn ông trời đã ban cho con mối tình đầu là bài tận gu cho Lan. Giờ mình mất nhau rồi, cũng là vì cây tiếng chửi thề. Trời đất ơi, người chồng thì cứ nín thinh, bà vợ thì lá không bao giờ nín. Yeah, con xin cảm ơn trời đã cho con bỏ được nàng, xin cảm ơn ông trời đã ban cho con mối tình đầu mà từ lâu con hổng mong. Chia tay rồi nha, chia tay rồi nha bà con, hết rồi, đừng có gán ghép nữa. Tôi khổ rồi, tôi khổ đủ rồi. Từ ngày cưới Lan về, nhà mình còn tiếng chửi thề, nào là chửi ba má anh, cả dòng em sao vô một chảo, hơi lan lúc bồng trầm làm cho anh dứt cái đầu. Cũng bởi anh tại ngày xưa khi anh cưới Lan về mà không chích cho Lan phê. Xóm làng ai cũng nói Lan dữ như chàng tình, Lan yên không yên được, Lan chửi ngày rồi chửi tôi, rồi đập phá lung tung để cho người ta biết Lan đầy giang hồ. Xin cảm ơn ông trời đã ban cho con mối tình đầu mà từ lâu con không có mong. Rồi chia tay rồi nha bà con, hết rồi nha. Thôi đừng gán ghép em với lại Lan nữa nha bà con, tội quá đi. Đó, biết bao nhiêu cái bình luận ai cũng gọi điện nói vợ mày sao rồi, trời đất ơi, có đâu. Hả, có đâu. Nhưng mà sẵn đây kể luôn cái tật xấu của con vợ em nha bà con. Đó, vợ em nó xấu lắm.
vậy nó xấu quắc à, đó lan này nè nó xấu quắc à, đó bà con có biết tại sao mỗi lần mà nó quay YouTube, nó quay YouTube kia nó nói là thôi đủ 5 phút rồi nha bà con, thôi chưa đủ 5 phút, nói chưa đủ 5 phút là bà con biết làm sao không? Đó nó quay cái app á, nó quay cái app để cho cái da mặt nó căng nó đẹp á, mà cái app đó nó chỉ cho đúng 5 phút thôi. Đó, cho nên quay cái app đó, thấy không? Cái mặt nó ngoài ghê lắm. Trời ơi, tối ngủ giật mình luôn bà con. Nó tối ngủ giật mình luôn. Trời ơi, mà sao tính ra cuộc đời em nó bất hạnh ghê bà con nha. Cuộc đời em nó bất hạnh lắm. Ờ, bây giờ từ hầu mà cưới Lan về lại bị chửi miết luôn, mà bây giờ em đã chia tay Lan rồi mà em vẫn bị chửi bà con. Đó, tại vì Lan này làm quá, quá trời, quá đất luôn bà con. Đó, ăn không nói có, mà ăn gian nói dối, mà lương lẹo như một con quỷ. Trời đất ơi, tôi khổ ghê á. Hey, nó chửi em, nó chửi em đã rồi, bây giờ nó quay ra nó chửi cộng đồng mạng. Nó chửi cộng đồng mạng, nó chửi đã rồi, cái nó đi kiện. Nó chửi người ta đã rồi, nó đi kiện người ta. Nó thấy khổ không bà con, ghê không? Đó. Cái đó là gọi là gì? Vừa ăn cướp mà vừa la làng á. Cái đó bà con không biết chứ em biết, em bị hoài à. Đó, nó quýnh em mà nó không cho em khóc, bà con nghe chưa? Đó, trời đất ơi, khổ ghê luôn. Thôi hôm nay em làm cái clip này, em thay mặt gia đình em thay mặt vợ em, đó em xin lỗi bà con nha. Đó phải xin lỗi chứ, bây giờ thấy không xin lỗi là chịu không nổi rồi. Đó thấy tội lỗi quá mà. Trời đất ơi, thiệt tôi chán ghê luôn. Bây giờ mình là cái người mà mình là dạng là bị cáo á, cuối cùng mà đi ra mà giống như là bị quan. Ơi, là bao nhiêu lần công an gửi đơn rồi đi vu khống tố cáo người ta, đi xúi dục, đi cầm đầu rồi tùm lum tà la tội, con người thì chất lên cũng phải mấy chục tội á, mà bây giờ lại dám đăng đàn mở miệng ra đòi đi kiện người khác, đòi nộp hồ sơ rồi công an thụ lý, thì tôi nói tôi chán ghê luôn. Trên cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi thấy một cái sự việc nào mà nó trơ trẽn như thế này, nó không biết ngượng mồm ngượng miệng luôn bà con. Trời đất ơi, cầm lên cầm biên bản đồ lên đồ nói ha, kiện bà Phương Hằng rồi nói cái kiểu mà tôi là đó, tự do ngôn luận là không phải muốn chửi ai là chửi, muốn vu khống ai là vu khống, tôi gửi đơn này lên này, trời đất ơi, nó nói toàn là nó không á. Bây giờ cuộc đời tôi thấy, trời ơi, hôm trước tôi làm một cái clip rồi đó, nó nói đạo lý á, bà con nhớ cái clip đó không? Nó nói đạo lý là nói là ba cái trong cuộc đời này không nên khoe. Đó là đừng có khoe hạnh phúc, đừng có khoe thành công, đừng bao giờ khoe tiền bạc. Mạng mẹ cuối cùng là lại lên khoe hôn phu của mình sắp cưới. Đó, rồi khoe mình là luật sư, khoe mình là giám đốc hãng phim, khoe mình là hả có vườn thuốc nam các kiểu. Đó, rồi mình là này nọ, là kinh doanh lớn, ô trôi. Rồi cuối cùng khoe mình là có tiền. Nó khoe cái gì? À, tiền bạc thì đi khoe nhà, khoe cửa, mà bây giờ nó tất cả là giống như nói nó không à. Đó, bà con thấy khổ không? Đó, rồi bây giờ nó đâm đơn, nó kiện người ta vu khống này nọ, mà thành ra tôi thấy hồi nào bây giờ nó vu khống không à. Trời ơi, sao mà nó dám nói ngang ngược vậy bà con? Hơi trên cuộc đời tôi sống năm nay hơn 30 tuổi rồi mà tôi chưa gặp cái trường hợp này, phải gặp con cháu tôi đấm cho nó mấy nhát đấy bà con à. Khổ quá. Ây da, trời ơi. Đó, hồi chiều thấy không, nó làm một cái clip, nó kêu nó thụ lý đơn, nó gửi đơn công an thụ lý để xử bà Hằng kiện các kiểu. Trời đất ơi, người ta đang kiện nó mà bây giờ đòi kiện người ta. Đó, bà con thấy nó ngược ngạo không? Đó, như bữa hôm trước tôi làm cái clip mà nó giật cái tiền chụp ảnh bikini của người ta đó bà con. Nó giật cái tiền chụp ảnh của người ta đó mà nó lôi lên công an đòi kiện người ta. Công an người ta chửi cho trận, người ta nói bị chụp hình người ta không lấy không trả tiền và đòi kiện người ta. Trời đất ơi. Mà sao trên đời này ngộ hết bà con ha. Đúng, lâu lâu nó phải xuất hiện một cái nhân vật mà gọi là quái kiệt như thế này để cho cái cái mạng xã hội chúng ta nó đổi gió phải không? Nó thay đổi món ăn. Trời đất ơi. Nói thiệt chứ hồi nào giờ có rất là nhiều cái dạng thành phần đúng không bà con? Trên mạng nè, khùng điên cũng có, hỗn láo cũng có, dễ thương cũng có nè. Đó, nói chung là làm đủ thứ trên đời, nhưng mà cái thứ này là bây giờ mới gặp đúng không bà con ha? À, cái thứ mà tráo trở, mà cái thứ mà giống như là nó nó giống như là nó mặt nó bôi kem chống nhục rồi bà con, phải không? Đó, hình như nó bán, tôi bán mỹ phẩm đi mà tôi không có biết cái loại kem đó nha. Đó, hình như nó có xài kem chống nhục á. Đó, cái kem đó mà tôi biết hiệu quả là tôi nhập về tôi bán nha. Đó, kem chống nhục. Đó, tôi thoa cái lớp kem nó không biết nhục nha. Trời ơi,
lên nó kiện nó cáo rồi, rồi nghĩ sao mà bây giờ còn đi kiện trời. Bản thân mình bây giờ mà đi lo chạy tội không nổi đây nè. Đó, bây giờ mình lo bản thân mình thử mình còn ở ngoài được mấy ngày nè. Mà bây giờ lo đi kiện người ta. Trời đất ơi. Cứt gà loại 3 mà em tưởng sao sô-cô-la loại 1. Trời đất ơi. Bữa chán ghê bà con ha. Đó thì bây giờ tôi với lại quý vị bà con nè. Đó, để mà chống mắt ra ha. Chống mắt ra coi. Chống mắt ra coi thử cái bộ phim này nó còn là tiếp diễn tới đâu. Đó, hôm nay thì bắt đầu ra một cái nhân vật mới nữa là luật sư Thanh Trần đó bà con. Bà con thấy giống y chang không? Y chang luôn, một kiểu một. Đó, nó cũng một ba rem, một cái nét y, một cái nét một, một lò đúc ra. Đó, ăn nói này nói kia thấy không? Luật sư Thanh Trần đó bà con, rồi Phạm Ngà. Ui, đó, bà con thấy nó giống y chang như đúc không? Công nhận cái lò nào đúc hay thiệt á, lò đúc ra hay thiệt luôn á. Đó, nhưng mà bà con yên tâm, như hồi chiều tôi có làm bản tin rồi đó. Đó, đây là cái chiêu là dụ rắn ra khỏi hang. Đó, từ từ là rắn rết nó bò ra hết bà con ơi, ló đầu ra hết rồi. Trời đất ơi, tôi là tôi sợ lắm nha. Bữa nay là tôi chính thức tuyên bố là cộng đồng mạng không được gán ghép Sơn Sàm với lại Đinh Lan, nghe chưa? Thôi tôi trả nó về cho bánh mì. Trả về cho bánh mì như bánh mì. Đó, bữa nay tôi sợ rồi, tôi không dám nhận rồi. Đừng có nói chồng rồi, tôi khổ rồi. Đó, nó xào, nó chửi mà chửi xào xáo, nó dồn như một chảo nó xào. Trời đất ơi, bây giờ nó chửi cả xã hội mà cuối cùng nó đi ngược lại, nó kiện ngược lại người ta. Hey, à, cái thứ này cái thứ gì chứ không phải là thứ bảy chủ nhật nha bà con. Cái thứ này không không phải là nằm vô cái thứ bảy chủ nhật rồi. Đó, hàng này là cái hàng hiếm rồi đây. À, nhưng mà công nhận ha, tôi cũng cảm ơn trời đất, tôi cũng cảm ơn là tạo hóa đã sản sinh ra một cái sinh vật như thế đó, để giúp cho cộng đồng chúng ta là giải trí trong mùa dịch đó. Mỗi sáng sớm thức dậy chúng ta mở điện thoại ra. À, vào kênh Lan Đinh 2. Đó, kênh Lan Đinh 1 sập mẹ rồi. Đó, vào kênh Lan Đinh 2 sẽ mở ra, sẽ đọc được những cái tin tức rất là thú vị. Đó, về cô nàng này. Úi giời ơi, mỗi clip là chỉ có 200-300 like thôi, còn là 3.000 điệt like. Cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi thấy cái hiện tượng này. Hey, yeah. Một cái kênh chỉ có 3.000 người đăng ký mà lượt xem là mấy chục ngàn lượt xem. Người ta xem mà ta không đăng ký. Đó, và chỉ có mấy trăm mấy chục like nhưng mà mấy ngàn điệt like. Và hiện tại bây giờ là nó tắt luôn cái tính năng bình luận, không cho người ta bình luận nữa. Tại sao? Tại vì chửi quá, người ta chửi không có ai khen. Đó, rồi ơi Lan ơi là Lan, anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi. Đó, anh dặn em với lại cái con Duyên Mai đó, cái bà chị Duyên Mai, cái bà mà rất là có duyên, có dáng đó. Đó, rồi Thanh Trần đồ này nữa nè. Đó, tôi nói thiệt nè, em ơi, em làm cái gì em phải suy nghĩ lại cho con cái của em. Đó, 3-4 đứa con nó lớn lên nữa, nó còn phải làm ăn, nó phải tiếp xúc với đời, nó phải giao thương, nó phải hợp tác. Đó, đừng có để người ta nói con của Đinh Lan là mệt nha em. Đó, làm gì thì cũng làm chừa một con đường lại cho con cái nữa. Con cái nó không có tội tình gì, đúng không? Đó, mai mốt mà đi hợp tác làm ăn, mai mốt nó lớn lên, nó làm việc, nó hợp tác làm ăn. Nghe nói này, con của Đinh Lan là tôi nói thiệt, chạy khói không? Đó, nó dục dép nó chạy khói không? Đó, rồi chưa kể mai mốt nó có vợ có chồng. Đó, nó yên bề gia thất rồi, bắt đầu mà em cũng phải đi làm xui nữa. Em làm xui nữa mà nghe xui gia Đinh Lan đồ là thôi rồi, nó về số, nó về số 1, nó bóc đầu nó chạy. Nó không bao giờ mà nó dám dây vô em ơi. Thôi làm cái gì mình phải chừa nha. Đó, người ta nói rồi đó, đời cha ăn mặn là đời con khát nước. Hoặc là cũng có rất là nhiều câu như là hy sinh đời bố củng cố đời con. Đó, mình phải làm sao, mình làm sao đó mà dù bản thân của mình suy nghĩ lại, sau này còn con còn cháu mình nữa, mình bớt lại đi, thấy không? Cuộc đời này tôi nói thiệt nè, nhắc lại một lần nữa nè, ví dụ như một con người nào đó mà có 1-2 người chửi là cái chuyện bình thường, nhưng mà cả 100 người chửi, cả 1000 người chửi, cả nước chửi thì cái đó là gì? Cái đó là có vấn đề. Đó, có vấn đề. Dẫu rằng ai cũng biết là cuộc đời không ai vẹn toàn, có kẻ thương người ghét đó, nhưng mà không có cái chuyện mà 50 like mà 5000 điệt like đó, cái đó là hiếm lắm. YouTube nó cũng chưa bao giờ chứng kiến cái hiện tượng này. Đúng không? Chưa ai mà chứng kiến một cái hiện tượng này cả. Trời ơi, sống sao mà để cả nước ghét em. Đó, người ta nói là gì? Đó, hùm cọp thì chết để da mà người ta chết để tiếng.
Ông để lại cái tiếng đi em ơi. Trời đất ơi, em thấy không, nhìn ra bên ngoài kìa, dịch bệnh người ta chết đầy đường đó. Cái sự sống nó mong manh lắm, cái cuộc đời nó ngắn ngủi lắm. Sống sao mà đừng có để người ta chửi nhiều. Trời đất ơi, tráo trở kinh khủng luôn, không tưởng tượng ra nổi luôn á. Tráo trở kinh khủng luôn, trời đất ơi. Trời đất ơi, thôi 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 thôi. Hey, yeah. Bây giờ hết nói nổi rồi nha. Tôi đã chính thức là ly dị rồi đó. Tôi ly dị rồi nha bà con. Đó, không còn dính líu gì nữa. Đó, đinh lan, đinh lăng, đinh rỉ, đinh xét gì đó là. Giờ đừng có gọi tên tôi. Mấy ông, mấy bà đừng có gọi tên tôi. Trời đất ơi, tôi sợ lắm. Cứ nhắn tin inbox cho tôi lận vợ mày sao rồi, sao để vợ mày chữ. Trời đất ơi, tôi có được miếng nào đâu. Có được miếng nào đâu, trời ơi. Sao mà trong cuộc tình này tôi nhận hết chua cay vậy nè. Đừng nha. Trời ơi, mỗi sáng sớm mà tôi thức dậy, tôi vô cái kênh Lan Đinh 2 mà tôi mở clip ra mà tôi hồi hộp, tôi run á bà con. Tôi rung á, tại vì tôi sợ là tôi sợ bom tấn á, nó chấn động mà. Đó, bây giờ mỗi câu mỗi lời nói ra là trời ơi, đứt từng đoạn ruột á, trời ơi. Nói cái gì mà đáng hậu vậy không biết nữa, trời ơi. Chán ghê á. Cả nước biết chỉ có mình nó không biết à. Đó, thấy không? Cả nước biết chỉ có mình nó không biết. Trong khi nó đi vu khống người ta, nó chụp mũ người ta, cả nước biết. Đó, bắt đầu giờ nó đi kiện là người ta vu khống nó. Trời ơi. Trời ơi, nó kêu là nó đi kiện người ta, nói là nó là công dân tốt. Nó công dân tốt, nó không có tội. Trời, không có tội mà giấy triệu tập tới nhà không chịu lên. Trời đất ơi. Nó kêu là nó công dân tốt, nó là nó đòi lại chính nghĩa cho 97 triệu dân, cho đất nước Việt Nam của nó. Trời ơi, đòi lại chính nghĩa mà công an tỉnh triệu tập nó bỏ nó không lên. Trời ơi, nó cứng đầu. Vậy mà nó kêu đòi chính nghĩa. Trời đó, tôi khổ ghê luôn á. Trời, may mà tôi ly dị sớm, chứ không là chắc là tôi là cũng chết sớm rồi. Tôi cạo đầu, tôi tu 10 kiếp chắc cũng không chụp lại lỗi lầm sai đường rồi, chọn sai đường rồi. Thôi bây giờ nói dài, nói là nó dài, nó dài, chẳng qua nó dài. Đó, bây giờ thôi anh chốt lại câu cuối nha. Chốt lại câu cuối, câu này là khuyên thiệt tình nè. À, nãy giờ là chửi nha, nãy giờ là khịa nói chuyện vui vui nha, hài hước giải trí nha. Rồi bây giờ chốt lại câu cuối, nếu như mà Đinh Lan đó có xem được video clip này, nhưng mà anh nghĩ chắc chắn em sẽ xem thôi, tại vì em me kênh tôi lắm. Đó, em Đinh Lan này rất là me kênh tôi mà. Chắc chắn. Rồi bây giờ câu cuối chốt lại, nếu như Đinh Lan có xem được clip này thì tôi có một lời nhắn gửi như thế này. Thôi mình nên dừng lại. Đó, cuộc sống mà, cuộc đời mà, dừng lại không bao giờ là quá muộn, tại vì mình cũng còn 4 đứa con nữa. Đó, mai mốt con nít nó lớn lên, nó còn ảnh hưởng lắm, nó ảnh hưởng rất nhiều, đúng không? Con nít nó không có tội, nó không có tội tình gì hết. Đó, nó là nó vô can. Đó, mình đừng có để mình làm mà quá rồi ảnh hưởng tính con cái. Mai mốt rồi nó có con có cháu nữa rồi cứ mang tiếng, mà cái đời này nó mang tiếng dữ lắm. Rồi cái công việc của nó nè, rồi cái đối tác của nó nè, đó làm ăn nữa. Đó, nó sẽ rất là khó khăn. Đó, nếu như mà em bị người ta ghét như thế này, đúng không? Thôi, lời cuối cùng mình khuyên, dừng lại đi. Nếu như em không vì bản thân của em thì em vì con của em nha. Đó, dừng lại đi. Đó, đừng có làm điên làm khùng nữa. Đó, bây giờ nếu mà em dừng lại, em bớt thì cộng đồng mạng người ta cũng bỏ qua. Đó, người ta cũng không có khắc khe đâu. Ha? Rồi, câu đó là câu chốt. Đó, câu đó là câu nói thiệt tình nha, không nói giỡn nha. Câu đó là câu nói chính xác, câu nói từ đáy lòng luôn. Rồi, ok. Rồi, ok, đó là bản tin ngày hôm nay. Và liên tục chương trình sẽ là một cái chương trình như thường lệ. Vì cuộc sống ấm no. Đó, tôi là tôi bán hàng mà. Vì cuộc sống ấm no. Rồi, hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm mới. Sản phẩm mới nha. Rồi, để coi sản phẩm gì. Rồi, đây. Đây là một cái siêu phẩm mới nhập từ Nhật Bản về nha cả nhà. Đó, chưa từng review luôn, hôm nay review cho tất cả mọi người. Rồi, đây là cái sản phẩm Fukudan. Đó, Fukudan AS. Cái sản phẩm Fukudan này thì mọi người biết là cái thực phẩm chức năng của Nhật Bản thì rất là nổi tiếng rồi. Đây là phòng và điều trị ung thư nha. Phòng và điều trị ung thư cực kỳ hiệu quả. Đó, công dụng của nó là nó hỗ trợ thúc đẩy cái quá trình tự chết của tế bào ung thư. Nó tăng cường cái thể chất ở người đang trong quá trình quá trị và xạ trị. Đó, hoặc là nó giảm thiểu cái sự hình thành mạch máu nè. Nó cắt đứt cái nguồn dinh dưỡng nuôi tế bào ung thư nè. Rồi làm cái khối u teo nhỏ và biến mất, hạn chế sự di căn của các cái tế bào này nè. Đó, tăng cường cái hệ miễn dịch giúp cho cơ thể khỏe mạnh nè. Hạn chế cái tác động xấu của cái hóa trị, xạ trị đồ các kiểu nè. Đó, rồi nó hỗ trợ tất cả các quá trình trao
trao đổi chất giúp cho cơ thể mau phục hồi sau khi điều trị và bảo vệ cơ thể nè. Nó sẽ phòng ngừa ung thư nha bà con. Cái này nó phòng ngừa ung thư. Đó, nó sẽ làm cho cái mạch máu á, đó nó cắt đứt những cái nguồn dinh dưỡng nuôi cái tế bào ung thư. Đó, nói chung là cực kỳ hiệu quả, và cái này là Nhật Bản bán đang rất rất là chạy. Đó, nghe cái sản phẩm này gọi là siêu phẩm luôn. Rồi, cái này là 3,5 triệu nha, 3,5 triệu luôn. Fukudan 3,5 triệu. Rồi, ok, mỗi ngày á thì mình dùng từ 5 đến 10 viên nha, mỗi ngày uống từ 5 đến 10 viên. Đó, những người nào mà có xạ trị nè, đó hoặc là quá trị được các kiểu trong quá trình mà thời kỳ đầu, hoặc là có nguy cơ đó, đó hoặc là mình muốn phòng ngừa đó, đều có thể dùng cái này được. Rồi, ok, 3,5 triệu. Rồi, trong cái clip này là Sơn Sàm chỉ giới thiệu một cái sản phẩm đó thôi. Đó, tại vì cái sản phẩm đó là sản phẩm đặc biệt mới nhập về tại Việt Nam. À, rồi, ok, thì trong cái Zalo này có rất là nhiều cái sản phẩm Nhật Bản khác như là Sơn Sàm đã từng giới thiệu. Cả nhà cứ vào cái Zalo này tham khảo nha. Đó, rất là nhiều sản phẩm, mua được cái gì mua. Mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi, chúc tất cả mọi người, chúc tất cả đại gia đình của Sơn Sàm TV sức khỏe vượt qua mùa dịch. Rồi, xin cảm ơn và chào tạm biệt.